ngày 11 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Huy Dũng, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện ngụ tại Đồng Nai, là đối tượng nổ súng cướp tiền tại ngân hàng Vietcombank tại thành phố Biên Hòa, xảy ra vào trước đó chiều 8 tháng 9. Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồng thời di lý đối tượng, thu lại số tiền, khẩu súng gây án và xe gắn máy ngay khi đối tượng khai nhận toàn bộ vụ việc. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, Dũng mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi vào khu vực phòng chờ được một lúc thì bất ngờ tiến đến khu vực quầy giao dịch, nổ súng chỉ thiên và chĩa súng vào một nhân viên để uy hiếp, yêu cầu đưa tiền. Lúc này, nhân viên quầy giao dịch lấy 600 triệu đồng từ trong két sắt ra đưa cho Dũng và đối tượng bỏ vào túi, chạy băng qua quốc lộ 51, lấy xe máy tẩu thoát theo hướng về huyện Long Thành.